Lại nữa, do các biến xứ ở nước Sử Việt thắng giải, sanh thắng giải khác nên gọi là biến xứ, nói không hai. Vì các bậc hiền thánh không có hai tướng sai khác là ngã và ngã sở, nói vô lượng vì khắp ở tất cả. Cớ sao biến xứ trùng quỳ chỉ kiến lập theo hai xứ là sắc và xúc, do hai chủng đây cùng thân mình thân người thường tương tục khắp hữu sắc giới, sắc căn như mắt chỉ thuộc thân mình, hai trần là hương và vị không có ở khắp tất cả. Nghe thành thì lại có gián đoạn cho nên không nói. Như vậy các biến xứ định hữu sắc, sắc giới là biên sau, và trong vô sắc không biến khắp tất cả nên lập là biến xứ. Sở hành cảnh của thức vì biến khắp tất cả nên cũng lập là biến xứ. Lại nữa, người ta tu quán hành trước tư duy thắng giải và nơi sở duyên, kế đến năng chế phục, tức được tự tại trong việc chế phục rồi. Về sau, nơi sự chế phục đây, khắp và tất cả xứ như mong muốn mà phát khởi thắng giải, cho nên có ba thứ lớp như vậy. Do tám sắc biến xứ thiện thanh tịnh, năng dẫn phát thắng giải thần thông của bậc hiền thánh và chuyển biến thần thông nơi các sự việc, như điều đã thắng giải, để theo đó mà sự biến chuyển đều có thể thành tựu. Lại năng biến ra các vật như vàng bạc có thể sử dụng, do thức biến xứ thiện thanh tịnh, nên năng dẫn phát các công đức thủ thắng vô chánh, nguyện trí vô ngại giải. Do không biến xứ thiện thanh tịnh nên tùy theo ý muốn đều chuyển thành không. Ví như thợ vàng, thợ sắt, thợ gốm ở thế gian, ban đầu trộn bùn đất chưa khéo điêu luyện, thì ở đây vị giải thoát cũng vậy, như đã khéo điêu luyện, thì vị thắng xứ cũng vậy, như đã điêu luyện rồi. Tùy ý muốn mà chuyển biến thì vị biến xứ cũng vậy. Hai đẳng trì, đó là ba tâm ma địa. A. Không tam ma địa. B. Vô tướng tam ma địa. C. Vô nguyện tam ma địa. A. Sao gọi là không tam ma địa? Tức là xa lìa hữu tình, mạng, dưỡng dục, số, thủ thú, tâm trụ một duyên. Nên biết tánh không lược có bốn chủng. Một, quán sát không, tức là quán sát các pháp không vô thường lạc cho đến không vô ngã, ngã sở. Hai, quả kia không, tức là tâm bất động giải thoát, không vô hết thảy phiền não như tham. Ba, nội không, tức là ở nơi tự thân không vô tất cả kiến chấp hẹp hòi như kế chấp ngã, ngã sở cùng với ngã mạn. 4. Ngoại không, tức là ở nơi năm dục không vô dục ái. Như nói ta đã vượt qua tất cả tưởng hữu sắc, ở nơi ngoại không thân tác chứng trụ đầy đủ. Cho đến nói rộng, trong đây tưởng duyên diệu dục gọi là tưởng sắc, tưởng đây sở khởi đoạn tham dục nên nói là ngoại không. Lại người tu hành do quả kia không, hoặc có lúc tác ý tư duy ngoại không, hoặc có lúc tác ý tư duy nội không, do quán sát không, hoặc có lúc tư duy nội ngoại tánh không, do lược đây nên tâm đều chứng đắc lãnh hội tánh không. Giả sử lại ở nơi nội ngoại tánh không đây chẳng chứng đắc lãnh hội nên khởi tác ý tư duy vô động. Nói vô động tức là tưởng vô thường hoặc tưởng khổ, nếu tư duy như vậy liền chẳng bị ngã mạn làm động loạn. Do kia không bị kế chấp ngã, ngã mạn cho đến nói rộng tâm không bị động loạn, liền ở nơi hai không đây tâm đều chứng đắc lãnh hội. B. Sao gọi là tâm vô nguyện tam ma địa? Ở nơi năm thủ uẩn tư duy vô thường hoặc tư duy khổ tâm trụ một duyên. C. Sao gọi là tâm vô tướng tam ma địa? Ở nơi các thủ uẩn kia diệt tư duy tịch tĩnh tâm trụ một duyên. Như kinh nói tâm vô tướng tam ma địa không thấp không cao cho đến nói rộng. Sao gọi là không thấp không cao? Vì không tương ưng với hai tướng thuận và nghịch, lại có hai nhân duyên nhập vô tướng định. Một, vì không tư duy tất cả tướng. Hai, vì tránh tư duy vô tướng giới. Vì không tư duy tất cả tướng nên nơi các tướng kia chẳng chán chẳng hoại, chỉ không gia hạnh tác ý tư duy nên gọi là không thấp. Vì tránh tư duy vô tướng giới nên nơi vô tướng kia không kiên cố chấp trước nên gọi là không cao. Tam ma địa đầy lược có hai chủng, một phương tiện, hai quả phương tiện. Nói phương tiện cho lớp lớp sách tấn nỗ lực từ trạch an lập nơi các tướng kia chưa thể giải thoát, do thức tùy tướng ở trong thời thời tầm bị nhiễu loạn kia, lại lớp lớp tự sách tấn khích lệ tư trạch an lập mới năng thủ quả tùy tướng giải thoát. Vì ở nơi giải thoát đây lại giải thoát không cần sách tấn khích lệ mà tự tư trạch an trụ nên gọi là cực thiện giải thoát. Nếu luôn sách tấn khích lệ tư trạch an trụ mới được trụ thì tuy gọi là giải thoát mà chẳng phải thiện giải thoát. Lại nên hiểu rõ quả và hiểu rõ công đức chính là vì rốt ráo đoạn phiền não và rốt ráo lạc trú trong hiện pháp. Lại nên hiểu rõ hai chủng diệt và đạo
tùy theo thứ lớp đây gọi là hiểu rõ quả và hiểu rõ công đức, lại nên hiểu rõ hiện quán đế và quả A-la-hán. Ở trong vị kiến đạo gọi là hiểu rõ quả. Ở quả A-la-hán gọi là hiểu rõ công đức. Nếu ở xứ đây không có vật kia, do đạo lý đây quán kia là không nên gọi là tánh không. Tức sở quán không chẳng thể hy cầu, nguyện, muốn, nên gọi là vô nguyện. Quán đây xa lìa tất cả hành tướng nên gọi là vô tướng. Các chỗ khác thì trước tuyển thuyết vô thường nên khổ, khổ nên vô ngã, sau mới thuyết không. Cớ gì trong đây trước thuyết tánh không? Tức là nếu không vô ngã, quán vô thường khổ thì chọn không thanh tịnh, cần yếu trước, an trụ tưởng vô ngã. Từ đây không gián đoạn mới đắc vô nguyện, cho nên trong kinh nói các tưởng vô thường, nương tưởng vô ngã mà được an trụ. Cho đến rộng thuyết, vị kia ở nơi vô thường quán vô ngã rồi không sanh khởi mong cầu. Chỉ nguyện vô tướng chuyên cầu xuất ly, nên đây không gián đoạn tuyên thuyết vô tướng. Lại có ba chủng: A. Có tầm có tứ tam ma địa, B. Không tầm chỉ có tứ tam ma địa, C. Không tầm không tứ tam ma địa. A. Sao gọi là có tầm có tứ tam ma địa? Tức là tam ma địa chỉ tương ưng tầm tứ. B. Sao gọi là không tầm chỉ có tứ tam ma địa? Tức là tam ma địa chỉ tương ưng tứ, tu đại phạm rồi làm đại phạm vương. C. Sao gọi là không tầm không tứ tam ma địa? Tức là tam ma địa đều không tương ưng với hai chủng tầm tứ. Vì tu tập tam ma địa đây sanh lần lên các địa trên cho đến hữu đảnh, chỉ trừ các tam ma địa vô lậu. Sao gọi là tướng không tầm không tứ tam ma địa? Ở nơi tầm tứ tâm sanh buông xả, duy chỉ có một vị là tác thắng giải sở duyên bên trong, lại chỉ có một vị là bình đẳng hiển hiện. Lại có ba chủng: A. Đại tam ma địa, B. Tiểu tam ma địa, C. Vô lượng tam ma địa. A. Sao gọi là đại tam ma địa? Hoặc do sở duyên nên lớn về quán sắc nhiều, chẳng phải về quán các sắc không ngẩn không mé. Hoặc do tác ý nên lớn vì tín phẩm thượng, dục phẩm tượng, thắng giải phẩm thượng, chẳng phải vì tín dục thắng giải không ngẩn không mé. B. Sao gọi là tiểu tam ma địa? Hoặc do sở duyên nên nhỏ vì quán sắc ít, hoặc do tác ý nên nhỏ vì tín nhỏ dục nhỏ thắng giải nhỏ. C. Sao gọi là vô lượng tam ma địa? Hoặc do sở duyên nên vô lượng vì quán các sắc vô lượng không ngẩn không mé, hoặc do vì tác ý nên vô lượng vì tín dục thắng giải vô lượng không ngẩn không mé. Trong đây tâm đại tam ma địa tức là ngồi dưới gốc cây quán tưởng các thiên quang mà sanh thắng giải cho đến nói rộng. Tâm vô lượng tam ma địa tức là bốn vô lượng. Sao gọi là ngồi dưới gốc cây quán tưởng các thiên quang mà sanh thắng giải? Tức là ở dục giới đã sanh khởi rất nhàm chán cực độ rồi, đắc sơ tịnh lự, vì khiến định đây được thiện thanh tịnh nên tu tập thêm phương tiện. Lại nghe nói thân của chư thiên có quang minh bao quanh, liền tư duy thần tướng quang minh kia khắp cả gốc cây cho đến ngàn mé của đất đai biển lớn, nên phát sanh thắng giải. Do càng về sau tam ma địa chuyển chuyển thăng tiến có sự sai khác, nên sự sanh khởi cũng có sai khác. Lại gọi là tác ý được thành tựu chỉ hai, tức là tùy giới hạn phần thắng giải mà thi thiết tác ý. Sao gọi là lấy tác ý chỉ hai đảm duyên tu thành tựu chỉ hai? Tức là do lực tác ý đây thi thiết sở tu định có sai khác, viên mãn thanh tịnh, chuyển thêm thủ thắng. Sao gọi là lấy tu chỉ hai đảm duyên hành thành tựu chỉ hai? Tức là như như thiện tu định chuyển thêm thủ thắng, như vậy thi thiết sự cảm sanh có sai biệt. Sao gọi là lấy hành chỉ hai làm duyên kiến lập bồ đặc giả la chỉ hai? Do nhân duyên đầy hữu tình cảm sanh có sự cao thấp thắng liệt sai khác. Hỏi quang minh của chư thiên ở sơ tịnh lự và đệ nhị tịnh lự có gì sai khác? Đáp: như ngọc mạt ni bên ngoài có quang minh, trong không có quang minh. Thân của chư thiên ở sơ tịnh lự cũng vậy, bên ngoài phóng quang minh nhưng bên trong không như vậy. Thí như đèn sáng bên ngoài phát quang minh, bên trong tự chiếu soi. Thân của chư thiên ở đệ nhị tịnh lự cũng như vậy, hoặc bên trong hoặc bên ngoài đều phát quang minh. Cho nên kinh thuyết từ địa này trở lên chỉ có một chủng thân, ở địa dưới thì không như vậy. Sao gọi là kiến lập bốn vô lượng định? Vì các hữu tình có ba phẩm: một không khổ không vui, hai có khổ, ba có vui. Như thứ tự trên, vì muốn cho vui, vì khiến lìa khổ, vì muốn khiến vĩnh viễn không lìa vui. Đối với ba loại hữu tình như vậy, vì tác ý có bốn chủng nên thứ tự kiến lập bốn chủng từ bi hỷ xả. Đó là vì tác ý ban vui, nương đây kiến lập từ. Vì tác ý trừ khổ, nương đây kiến lập bi. Vì tác ý tùy hỷ không lìa vui, nương đây kiến lập hỷ.
Tức là ba tác ý trên mới khiến hữu tình kia không bị lôi cuốn và tác ý nhiễm ô không vui, không bị lôi cuốn và tác ý nhiễm ô sân khỏe, không bị lôi cuốn và tác ý nhiễm ô tham dục, nên kiến lập xả. Trong kinh nói, lấy tâm câu từ cho đến nói rộng. Vì hiện tiền làm nhiêu ích gọi là câu từ, vì tướng làm nhiêu ích gọi là từ bạn lành. Tướng làm nhiêu ích đây lược có hai chủng, một muốn làm việc lợi ích, hai muốn khiến an lạc. Hai chủng tướng đây là chỗ hiển thị của cả bốn vô lượng. Vì xa lìa ý vui ác gọi là không oán, vì hiện tiền lìa đấu tranh, cãi vã gọi là không thù. Vì xa lìa việc làm không nhiêu ích gọi là không não hại. Vì sở duyên rộng lớn gọi là rộng, vì tư duy rất nhiều về các việc lợi ích an lạc gọi là lớn. Vì quả vô lượng như bốn sông lớn có các dòng chảy xen lẫn nhau gọi là vô lượng. Vì rất thành thục gọi là khéo tu tập. Nếu có người hỏi rằng tâm câu từ có những tướng gì, lúc ấy nên thứ tự đáp rằng thắng giải biến mãn đầy đủ mà trụ. Thắng giải biến mãn tức là nghĩa ý lạc thắng giải tăng thượng, tràn đầy rộng khắp. Đầy đủ tức là vì viên mãn thanh tịnh sáng sạch. Trụ tức là vì tu tập quán hành, ngày đêm chuyên chú, thời thời chuyên chú. Hỏi, như kinh nói, khéo tu tập từ cực ở nơi biến tịnh cho đến nói rộng, đây có mật ý gì? Đáp, trong tất cả lạc thì lạc ở đệ tam tịnh lự là thù thắng hơn cả. Ước niệm nhớ lại lạc đây, tu tập từ tâm từ là tối đệ nhất, nên nói tu từ cực ở nơi biến tịnh. Ước niệm không xứ, tu tập bi tâm, bi là tối đệ nhất, dụng tu tâm bi, vui muốn trừ khổ. Trong vô sắc giới xa lìa các khổ, đoạn trừ hoại diệt hết thảy khổ. Vì khổ kia đều không, cho nên ước niệm không vô biên xứ, tu bi đẳng trí, tác niệm như vậy. Phải khiến tất cả hữu tình có khổ đều về nương nơi không còn khổ. Tu hỷ định tức là thường ức niệm thức vô biên xứ, vui mừng khi các hữu tình được an vui, tác nghĩ như vậy. Phải khiến tất cả loại hữu tình thọ vô lượng vui. Như thức xứ thức không có hạn lượng, cho nên ức niệm thức vô biên xứ thì tu tập hỷ định là tối đệ nhất. Tu xả định tức là thường ức niệm vô sở hữu xứ, tác niệm như vậy. Vô sở hữu xứ tâm vô lậu địa là biên sau cùng, xả cũng là tối đệ nhất. Như Bỉ Xu A La Hán hiện hành trong tất cả vị khổ lạc, bất khổ bất lạc đều không nhiễm ô, phải khiến tất cả các loại hữu tình chứng đắc xả như vậy. Cho nên ước niệm vô sở hữu xứ thì tu tập định xả là tối đệ nhất. Tất cả như vậy đều là hành của bậc thánh, chỉ có bậc thánh năng tu tập, cho nên kinh thuyết đồng hành giác phần lại có hai chủng: A, tu một phần tam ma địa; B, tu đầy đủ phần tam ma địa. À, sao gọi là tu một phần tam ma địa? Ở trong đây, hoặc chỉ tác ý tư duy tướng quang minh, hoặc chỉ tác ý tư duy tướng sắc, mà nhập nơi định, hai chủng như vậy, tùy theo thứ lớp hoặc liễu quang minh, hoặc thấy các sắc. B, sao gọi là tu đầy đủ phần tam ma địa? Tức đều tư duy cả hai tướng mà nhập nơi định, cũng liễu quang minh, cũng thấy các sắc. Như vậy, khi tu tập quang minh định sẽ có 11 chủng chướng định sai biệt, chỗ gọi là nghi, như kinh đã rộng thuyết. Hỏi, làm chướng những gì? Đáp, làm chướng ngại. Tướng tam ma địa, tướng có hai chủng, đó là tướng sở duyên và tướng nhân duyên. Nếu hữu dụng tướng kia làm chỗ nương thì an trụ tam ma địa. Nếu thối thất tướng kia liền không thể trụ. Dưới đây là 11 chủng chướng ngại định. Một, vì ở nơi sự hiển hiện tướng sắc quang minh mà không khéo biết liền có nghi hoặc. Hai, vì phương tiện chậm chạp hoặc không tác ý, như ở nơi các sắc không muốn thấy hoặc nhắm mắt hoặc xoay mặt lại. Người quán hành đây ở trong các sắc không muốn tác ý cũng lại như vậy. 3. Vì không khéo giữ gìn căn môn nên thân thô trọng. 4 và 5. Nhiều thói quen ngủ nghỉ hoặc tu tập nhiều tỉnh thức thì càng thêm hôn trầm thủy miên, không thấy các sắc, giả sử có thấy được cũng không viên mãn. Có hai sự việc đây là do dụng công quá nhiều lực kích động tư duy, dũng mãnh tinh tấn thái quá, do sách tấn khích lệ thái quá nên trở lại cực hạ liệt. 6. Người kia chỉ suy nghĩ tìm cầu tướng quang minh. Sự nghĩa cầu tướng quang minh đây cùng với thấy sắc, nếu đồng thời sanh, tức mong một mà được hai, tiền sanh vui mừng nhảy nhót, như người phát hiện một lúc hai kho tàng giấu kín. 7. Ở khắp các phương bỗng nhiên lại thấy sắc không lành, liền sanh sợ hãi lớn. 8. Người kia hoặc lúc đi, hoặc lúc đứng phát khởi trùng trùng, tưởng tạp lại thế gian, tưởng bên ngoài như vậy là chướng nạn cho định. 9. Lại nhân sự tu tập định, tự sanh cao cử, cho mình là vượt hơn, người khác là yếu kém, như vậy cũng được gọi là trùng trùng tưởng. 10. Nếu luận bàn nhiều hoặc tầm tư lâu khiến thân mỏi mệt, tâm không định được. Như vậy nhiều lời,
là chướng nạn cho định. 11. Nếu hư lúc tự định sanh tướng quang minh và thấy sắc bèn xả tu tác ý tương tục bên trong, mong muốn quan sát kỹ lưỡng các sắc bên ngoài, cho nên cực tu duy quan sát là chướng nạn cho định. Như vậy, các chướng nạn tùy theo chỗ mà chướng ngại, tướng sở duyên cảnh và tướng nhân duyên của tam ma địa. Do gặp phải chướng ngại đây làm thối thất tướng sở duyên và tướng nhân duyên, như thứ lớp hai tướng cùng diệt mất. Lại có ba chủng: A. Hỷ câu hành tam ma địa, B. Lạc câu hành tam ma địa, C. Xả câu hành tam ma địa. A. Sao gọi là hỷ câu hành tam ma địa? Đó là các tam ma địa của sơ tịnh lự và đệ nhị tịnh lự. B. Sao gọi là lạc câu hành tam ma địa? Đó là các tam ma địa của đệ tam tịnh lự. C. Sao gọi là xả câu hành tam ma địa? Đó là các tam ma địa từ đệ tứ tịnh lự trở lên. Lại có bốn chủng tu định. A. Sao gọi là tu định được hiện pháp lạc trú? Là sở hữu tu định trong bốn chủng hiện pháp lạc trú của đạo phương tiện và sở hữu tu định chưa viên mãn thanh tịnh sáng sạch của các địa căn bản. Là sự hiển thị tu tập chưa từng đắc định, cho nên Thế Tôn nói đạo phương tiện sơ tịnh lực trước. B. Sao gọi là tu định được trí kiến như các bí xô, nơi tướng quang minh ân cần chân thành, quan sát tỉ mỉ thẳm sâu và nắm giữ như vậy, như kinh đã nói rộng, nên biết sở hữu tu định trong đạo phương tiện đây năng phát thiên nhãn trước. Trong đây thiên nhãn năng chiếu, năng quán các cảnh sắc, nên gọi là kiến, năng biết các cõi trời có tên gọi như vậy, chủng loại như vậy, cho đến nói rộng như kinh thắng thiên, đây gọi là trí. Sao gọi là tu định sanh tuệ phân biệt? Là sở hữu tu định trong đạo phương tiện của hiện quán đế hướng quả dự lưu, hoặc là tu tập các vô ngại giải. D. Sao gọi là tu định là tận các lậu? Là sở hữu tu định trong đạo phương tiện quả A-la-hán. Lại có năm chủng, đó là năm thánh trí tam ma địa. Sao gọi là năm thánh trí tam ma địa? Đó là tam ma địa của ta đây, là thánh vô nhiễm vô chấp, như kinh đã rộng thuyết. Trong đây thị hiện năm hành tướng trí: một, trí tự thể; hai, trí bồ đặc giả la; ba, trí thanh tịnh; bốn, trí quả; năm, trí của tướng nhập xuất định. Thánh vì thiện nên gọi là thánh, lại vì vô lậu nên gọi là thánh. Vô nhiễm vì hiển thánh tánh thiện, vô chấp vì hiển thánh tánh vô lậu đó, không phải chỗ của phàm phu thân cận, vì đó là chỗ chư Phật và thánh đệ tử thân cận, là điều các bậc thông tuệ khen ngợi, vì kia xưng khen tán thán. Là chỗ các bậc thông tuệ đồng phạm hạnh thường không chê trách, tức là tất cả thời đều xưng khen, chẳng phải như sơ tịnh lợi thế gian, vì tu phương tiện rời xa địa dưới, trước dùng tướng tĩnh để xưng khen, vì tu phương tiện hướng đến địa trên, về sau dùng tướng thô để lại chê bỏ, tịch tĩnh vì sở trị phiền não vĩnh viễn tịch tĩnh, vi diệu vì không ái vị tự địa phiền não, đắc đạo an ổn vì chứng đắc đạo không thối chuyển, chứng tầm nhất hướng vì đã đắc không tầm không tứ địa, hiện tại an lạc vì năng được hiện pháp lạc trú, sau vui dị thủ vì dẫn phát cái vui vô dư y niết bàn, chánh niệm mà nhập vì khéo thủ tướng năng nhập tam ma địa không bị quên mất, chánh niệm mà xuất vì khéo thủ tướng năng xuất tam ma địa không bị quên mất. Lại có năm chủng, đó là năm chi thánh tam ma địa. Sao gọi là năm chi thánh tam ma địa? Các bí xô trong thân đây ly sanh hỷ lạc, như kinh đã rộng thuyết. Ly sanh hỷ lạc tức là hỷ lạc nhiếp thuộc sơ tịnh lự địa, sở thấm nhuần tức là sự thấm nhuần do hỷ đem lại, khắp thấm nhuần tức là sự thấm nhuần do lạc đem lại, khắp sung mãn tức là vị tác ý giác hạnh cứu cánh, khắp vui thích tức là các vị tác ý ở trước, do trong vị kia cũng có hỷ lạc đôi lúc gián đoạn nhưng không trụ lâu cũng chẳng viên mãn. Ở trong thân đây không có chút phần nào mà không sung mãn, tức là ở vị tác ý quả giác hạnh cứu cánh. Thí như người có tuệ thông minh đang tắm gội, hoặc đệ tử của kia nên biết ở đây dụ cho người tu quán hành. Đồ dùng bằng đồng, đồ dùng bằng đất, đồ dùng bằng vỏ ốc, dụ cho ly dục, sanh hỷ lạc. Nên dạy trao dạy dân, tắm gội tinh tế nhẹ nhàng, dụ cho năng thuận theo kia mà xuất ly tầm. Nước tưới hữu rót nên biết dụ cho đạo thanh tịnh ở nơi tầm. Tắm gội trà sát dụ cho ở nơi thân, được sạch sẽ dụ cho hỷ hòa hợp. Sự sạch sẽ đi theo dụ cho lạc hòa hợp, khắp trong ngoài dụ cho hỷ lạc hòa hợp không hở, không gián đoạn, không mạnh mẽ dụ cho không tán động, không yếu mềm dụ cho không nhiễm ô, cũng không vị ái. Lại ở dụ thứ hai có sự sai khác, núi dụ cho ở nơi vô tầm tứ định,
đỉnh nhọn dụ cho vô tầm vô tứ ở đệ nhị tỉnh lự, ở nơi cảnh sở duyên chỉ một vị thắng giải. Suối dụ cho chi thanh tịnh bên trong, trục nước tức là nước chảy ra một bên, các giải nước tức là nước phun trào ra. Hai ví dụ đầy theo thứ lớp hiển bày lời nói hỷ lạc thấm nhuận như trước đã giải thích, không gì chẳng sung mãn nên biết dụ cho sự tương ưng không gián đoạn. Lại ở dụ thứ ba có sự sai khác, như hoa sen xanh vui của sự lì hỉ nên biết phát tương ưng kia và chỗ thân nương cũng vậy. Nước dụ cho lì hỉ vô tầm tứ định hỉ phát vui mừng hớn hở, do không có kia dụ cho thai tạo của hoa còn chìm trong nước. Lại dụ thứ tư có sự sai khác, tầm thành tịnh tức là tương ứng với giải niệm thanh tịnh vì vượt qua các tai họa của địa dưới, sáng sạch tức là tánh thiện, không ái vị tự địa phiền não. Cớ sao lại lấy trường giả làm dụ, kia làm việc có sự quan sát tổng quát không phóng dật, tư duy quán sát so sánh cân nhắc và nơi sự tăng giảm không gì chẳng biết. Bậc chứng đắc thanh tịnh đệ tứ tịnh lự cũng là như vậy, phàm có hành động đều quán xét viên mãn không các phóng dật, ở nơi tất cả nghĩa không gì chẳng rõ biết, tâm tánh linh động vẫn tiệp, tám kinh chín kinh lấy làm dụ, do vì kiên cố kín đáo hiển thị đầu chân đều được che kín, mũi mỏng chẳng thể xâm tổn. Nếu có hai lỗi sau sẽ dễ bị mũi mỏng xâm tổn, đó là vì quần áo mỏng manh và vì có chỗ lộ ra, này hiển thị không có hai lỗi lầm này. Định đây cũng vậy, tâm thanh tịnh sáng sạch trùm khắp tất cả tán động không thể xâm tổn, kham nhẫn lạnh nóng cho đến bị mắng chửi thô ác và ở trong thân thọ trùng trùng khổ. Lạnh dụ thứ năm có sự sai khác, ở nơi tướng sở quán ân cần chân thành nên biết như trước đã giải thích, tức là quan sát sâu các hành ba đời. Lại quan sát đối với năng quan sát, đây là nghĩa tổng quát. Những gì gọi là thánh tam ma địa, sao gọi là kiến lập năm chi sai biệt, tức là sở hữu tâm tánh nhất cảnh của bậc thánh hiền trong bốn tịnh lự, và ở nơi an lập quan sát tỉ mỉ thẳm sâu, như vậy gọi là thánh tam ma địa. Nương nơi bốn chủng hiện pháp lạc trú, kiến lập bốn chi, vì nương quan sát sâu pháp duyên khởi, lại vì đoạn trời kết phược, nên kiến lập chi thứ năm. Lại biết vì hai duyên như vậy, kiến lập năm trì. Lại có nhân có đầy đủ tránh tam ma địa của bậc thánh. Sao gọi là có nhân có đầy đủ tránh tam ma địa của bậc thánh? Nên biết vì thiện và vì vô lậu nên gọi là thánh. Nhân của định đây bao gồm năm đạo trì: tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp và tránh mạng. Đầy đủ có ba chủng, đó là tránh kiến, tránh tinh tấn, tránh niệm. Trong đây Đức Bạc Giả Phạm thuyết trùng bảy đạo tri trước và tránh tam ma điệu của bậc thánh là nhân là đầy đủ, tùy theo chỗ thích hợp nên biết có sự sai biệt. Vì nghĩa thứ lớp tiền dẫn nên lập năm tri là nhân, vì nghĩa tư trợ ở nơi tam ma điệu nên lập ba tri là đầy đủ. Sao nói là nên biết nghĩa thứ lớp tiền dẫn từ tránh kiến cho đến tránh mạng, tức là chưa rõ biết thế gian có chân thật a la hán, tránh hạnh, tránh trí, tiền ở nơi xuất ly sanh sâu, vui muốn thu được chánh kiến. Lại tư duy, làm gì để ra khỏi sự bức bách của nhà cửa gia đình cho đến nói rộng gọi là chánh tư duy. Từ đây xuất ra tạo học thi la, tu trị tịnh mạng, đây gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nếu ở nơi chánh kiến đây, đối với năm sở đối trị là tà kiến vẫn chưa thể đoạn, bấy giờ nên quay lại vì muốn đoạn trừ pháp sở trị kia. Nương năm thiện pháp đầu, từ người nghe âm chuyển chuyển khiến phát sanh phản tuệ chánh kiến. Lại vì tu tập đạo tư lương nên phương tiện quan sát, kế nương văn tuệ mà phát sanh tư tuệ, lại nương tư tuệ phát sanh tu tuệ. Do chánh kiến đây nên ở nơi các tà kiến như thật rõ biết, đây là tà kiến. Nơi các chánh kiến như thật rõ biết, đây là chánh kiến cho đến chánh mạng, như thật biết rồi. Vì muốn đoạn trừ tà kiến cũng vì viên mãn chánh kiến nên phát sinh tinh tấn, gọi là chánh tinh tấn. Nếu do đây năng đoạn pháp sở trị, tập pháp năng trị, khiến đến viên mãn gọi là chánh niệm. Niệm đây tức là một phần tam ma địa, nên cũng nói là chánh tam ma địa. Nếu trong lúc này xả tà kiến, khiến chẳng sanh trở lại, tu chánh kiến khiến đắc viên mãn, tức trong đạo phương tiện như vậy, cũng năng xả bỏ tinh tấn tà niệm, cũng năng tu viên mãn tinh tấn chánh niệm. Nếu trong lúc này năng đoạn trừ, năng viên mãn các pháp kia, tức ở lúc ấy chánh tam ma địa của bậc thánh cũng được viên mãn. Trong đây do tuệ làm dẫn đầu, trước tự an xứ nơi tăng thượng giới, kể đến nghe âm của người như lý tác ý và tăng thượng giới học cùng làm chỗ y nương, nơi đạo phương tiện phát sanh tăng thượng tâm học và tăng thượng tuệ học,
Trong đây chánh niệm gọi là tăng thượng tâm học, chánh kiến, chánh tinh tấn gọi là tăng thượng tuệ học. Kỳ tu chánh tam ma địa của bậc thánh ba học như vậy đều được viên mãn. Lại có kim cương dụ tam ma địa, sao gọi là kim cương dụ tam ma địa? Tức là biên học tam ma địa cuối cùng. Tam ma địa đây vì tối hy đệ nhất, vì tối hy tôn thắng, vì rất kiên cố, vì trên không có phiền não nào năng phá hoại chế phục, lại năng phá hoại chế phục tất cả phiền não, cho nên định đây gọi là kim cương dụ. Thế như kim cương tánh rất bền chắc, hết thảy mạt ni không thể xuyên hoại, mà kim cương kia năng xuyên hoại tất cả bằng mạt ni, định đây cũng vậy, nên lấy kim cương để làm dụ. Ba đẳng trí sao gọi là năm hiện kiến tam ma bát đề? Các bí xô ở nơi thân này như kinh đã rộng thuyết, bậc đã kiến đế tu đẳng trí đây, cho nên gọi là hiện kiến đẳng trí. Đây chính là các phiền não tu đạo sở đoạn, chế phục đối trị, đoạn diệt đối trị và quan sát đoạn, nên biết sau đây được chung tánh thể. Quán bất tịnh ban đầu lấy phương tiện niệm trụ làm chỗ nương, vì muốn khiến dục tham không hiện hành, quan sát trong thân có trùng trùng thứ bất tịnh. Quán bất tịnh thứ hai tức lấy niệm trụ làm chỗ nương, cho đến quan sát tướng xương khô, vì khiến tham kia không hiện hành. Quán sát thân đây có trùng trùng thứ bất tịnh, nên biết ngang đây gọi là quán sát đầy đủ tất cả bất tịnh. Người tối cực thông đạt thể quán phẩm loại thứ lớp của tướng sanh bậm trương sình, nghĩa vượt quá bình thường. Quán bất tịnh đầu quan sát trong thân hiện tiền an trú trùng trùng bất tịnh. Quán bất tịnh sau thông đạt pháp tánh, quán sát thân này có pháp như vậy, có tánh như vậy, cho đến nói rộng. Người quán thức lưu chuyển, quán sát thức đây sanh diệt tương tục, hoặc quán sanh thân chuyển chuyển tương tục, tức là quán sát thô hành duyên thức, hoặc quán sát na chuyển chuyển tương tục, tức là quán sát vi tế, hoặc có tâm tham liệt tâm tham, các phẩm loại sai biệt ngày đêm thấm thoát trải qua, rồi sát na, rồi lạc phược, rồi ni hô lạc đa, trong khoảng thời gian đó không phải một mà có nhiều vô số trùng trùng tâm thức sanh diệt sai khác. Người quan sát hữu học chưa ly dục đều trụ hai đời, người đã ly dục chỉ trụ đời khác, quả a la hán đều không chỗ trụ, như vậy gọi là quan sát nơi đoạn. Lại thắng xứ đẳng trí và biến xứ đẳng trí như trước đã thuyết. Lại sao gọi là vô tưởng tam ma bát đề, tức là đã ly dục biến tịnh, chưa ly dục có trên, vĩnh viễn xuất ly tưởng tác ý làm tiền dẫn các tâm tầm pháp diệt. Hỏi: dụng phương tiện nào để nhập đẳng trí đây? Đáp: quán tưởng như bệnh, như ung, như tên, nhập đệ tứ tịnh lự, tu tưởng bối đối lập tác ý, nơi chỗ sanh khởi trùng trùng tưởng tác ý, an trụ nhàm chán lìa bỏ, duy trì vô tưởng, là tịch tĩnh vi diệu, gìn giữ tâm an trụ ở vô tưởng. Như vậy dần dần thứ lớp lìa các sở duyên, tâm liền tịch diệt, sanh ở trong đây cũng nhập, cũng khởi. Nếu sanh ở kia chỉ nhập mà không khởi, đây tưởng nếu sanh để theo kia diệt mất. Sao gọi là diệt tận tam ma bát đề, tức là đã ly dục vô sở hữu xứ, tạm an trụ tưởng tác ý làm tiền dẫn các tâm tâm pháp diệt. Hỏi: dụ phương tiện nào để nhập đẳng trí đây? Đáp: nếu các thánh giả đã ly dục vô sở hữu xứ, hoặc nương tướng phỉ tưởng phỉ phỉ tưởng xứ mà nhập nơi định, hoặc nương tướng diệt tận mà nhập nơi định. Đường tướng phì tưởng phì phì tưởng xứ mà nhập định, tức là ở hai định đây tâm yểm xả sâu, sở duyên thú hướng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ đều diệt, vì đều diệt tận, tâm liệt tịch diệt, đường tướng diệt tận mà nhập định cũng lại như vậy. Khi sắc muốn thú nhập diệt tận định, phải có sự thực hành nhiều hai pháp, đó là Samatha và Tỳ Bát Xá Na. Sao gọi là Samatha, sao gọi là Tỳ Bát Xá Na, sao gọi là có sự thực hành nhiều hai pháp đây? Trong đây tám định thứ lớp gọi là Samatha, sở hữu thánh tuệ gọi là Tỳ Bát Xá Na. Hai pháp đây nếu tùy khuyết một chủng, tức không thể nhập diệt tận đẳng trí, cần yếu đầy đủ cả hai chủng đây mới năng thú nhập, nên phải thực hành nhiều hai pháp. Hỏi: khi nhập diệt định, sao gọi ba chủng hành là thân hành, ngữ hành và ý hành thứ lớp diệt? Đáp: đây có hai chủng, đó là thời hành và thời trụ. Nếu ở thời hành cũng khởi ngôn thuyết, ở sơ tịnh lự có tác dụng này vì có ngữ hành vậy. Nếu ở thời trụ thứ lớp được định từ đệ nhị tịnh lự trở lên, ba chủng hành kia thứ lớp diệt, nên biết thời xuất do nghịch thứ lớp nên thứ lớp mà khởi. Hỏi: trong diệt tận định các tâm tâm pháp thể đều diệt tận, sao gọi là thức không liệt thân? Đáp: do các sắc căn không biến hóa, có năng chấp trì chuyển thức, trùng từ an lại ra thức không diệt tận, về sau pháp kia từ đây mà được sanh khởi.
Hỏi lúc nhập diệt tận định, không có phân biệt ta đang nhập định, ta đang xuất định, lúc đang tại định, vì tâm tịch diệt, xa lìa xa hạnh, lúc sắp xuất định, vì tâm diệt trước, cũng không có tác ý. Như thế sao gọi là năng nhập, sao gọi là năng xuất? Đáp: vì trước nơi tâm đã khéo tu trị, nếu có các hành, các trạng, các tướng năng nhập nơi định, năng xuất nơi định, thì ở kia tu tập cực nhiều tu tập. Do tu tập nên nhậm vận, năng nhập, nhậm vận, năng xuất. Hỏi: sao nói khi xuất diệt định, xúc ba chủng xúc? Một, xúc bất động. Hai, xúc vô sở hữu. Ba, xúc vô tướng. Đáp: khi xuất định, phần nhiều do ba cảnh mà xuất nơi định. Một, do có cảnh. Hai, do cảnh cảnh. Ba, do diệt cảnh. Do ba cảnh đây, nên khi xuất định lần lượt theo thứ lớp ấy mà xúc ba chủng xúc. Lúc duyên nơi có cảnh mà xuất định, không có ngã mạn nhiễu động nơi tâm, tức là đây là ta mà sanh khởi ngã mạn hoặc kế chấp vị lai ta sẽ có, cho đến nói rộng, cho nên nói là xúc cái xúc bất động. Lúc duyên nơi cảnh cảnh mà xuất định, không có tham sở hữu, không có sân sở hữu, không có si sở hữu, cho nên nói là xúc cái xúc vô sở hữu. Lúc duyên nơi diệt cảnh mà xuất định, vì không tư duy tất cả tướng duyên vô tướng giới, cho nên nói xúc cái xúc vô tướng. Như vậy đã thuyết tịnh lợi giải thoát, đẳng trì, đẳng trí.